đêm 6 7 1 2 5 6 7 1 2 nên 6 7 1 2 nên. Dạ vâng, xin kính chào toàn thể các bác và chào mừng các bác quay trở lại với kênh của em Huyền Audio. Chỉ để tiếp tục các video chỉ ngày hôm nay, em lại lên khuyến mãi cho bác một dàn combo gia đình gồm 3 thiết bị sản phẩm, bao gồm một đẩy hai kênh, một vang cơ lai số và một bộ mic không dây các bác nha. Và ngày hôm nay em sẽ chiên và giảm giá cho bác, nó là mức giá chưa từng có luôn ạ. Và trước cái video nha, các bác đi qua thì cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn nút chuông các bác nha, để không bỏ lỡ những video tiếp theo của nhà em ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Thì ngày hôm nay em lên cho bác một combo gia đình bao gồm một đẩy hai kênh, mỗi kênh là 800W chính hãng của ETC, một chiếc vang cơ đấy. Vậy thì đến từ thương hiệu nhà LS Acoustic S8888 các bác nha, và một bộ mic không dây đến từ thương hiệu nhà JBL KM99. Ngày hôm nay em khuyến mãi cho các combo như này, phải nói mức giá là chưa từng có luôn các bác ạ. Ngày hôm nay nha, chỉ có hai combo như này đấy, chiên và khuyến mãi cho hai bác là nhanh tay, nên các bác phải cực kỳ nhanh tay đấy ạ. Các bác ơi, đi qua để cho xin một like, một đăng ký kênh và ấn nút chuông với em nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Và ngay sau đây nha, em giới thiệu lại chi tiết combo 3 sản phẩm bao gồm đẩy, vang và mic như này. Và tí nữa cuối video em sẽ báo giá luôn cho các bác, đảm bảo các bác nghe mức giá cực kỳ là sốc luôn ạ. Đầu tiên đó là bao gồm một chiếc đẩy đấy DK800 chính hãng của ETC các bác nhá. Đấy, mỗi kênh là 800W một kênh cho các bác, đảm bảo các bác là nhá, mỗi kênh đánh full đôi bát 30-40 căng nét cho các bác thoải mái luôn ạ. Còn các bác nào dùng 4 loa đấy, các bác có thể đánh 4 loa full bát 30 và chiếc đẩy hai kênh các bác nhá, cực kỳ là tiếng, cực kỳ là khỏe và hay các bác ạ. Và đây là phiên bản màn hình các bác nhá, phiên bản cao cấp của ETC. Và tiếp theo là một chiếc vang LS Acoustic S888 đến từ thương hiệu nhà LS các bác nhá. Đấy là một phiên bản màn hình thể hiện đầy đủ cho bác từ mic, effect, music, đường sub. Đấy, đầy đủ cổng quang Bluetooth, AUX đầy đủ cho bác nhá. Và đây, vang cơ đây, rất là dễ điều chỉnh cho bác. Đấy. Echo dị vật rất là riêng biệt cho bác này. Effect con này nhá, rất là mượt mà luôn các bác ạ. Và mic, bát trung chép của mic này, bát trung chép của nhạc này và đường cắt sub trực tiếp trên con vang này các bác nhá. Và đặc biệt nhá, đường cắt sub trên con vang này rất là mượt mà, nghe rất là ngọt ngào các bác, rất là yên tâm ạ. Và ba volume chính tùy chỉnh của mic, effect và music các bác nhá. Và tiếp theo là một bộ mic không dây đến từ thương hiệu nhà JBL KM99 cho các bác. Một bộ mic không dây cực kỳ cao cấp chính hãng của thương hiệu JBL các bác nha. Nó sẽ bao gồm kênh A, kênh B riêng biệt cho các bác và hai volume tăng nhỏ tùy chỉnh âm lượng của mic các bác nha. Và set tần số sạch cho bác, đảm bảo các bác cho tần số sạch rất là hay ạ. Và đây chính là tai mic của những bộ mic JBL KM99 cho bác. Các bác nhìn thấy không? 100% là kim loại các bác nha. Đây, kim loại cho bác này. Đấy, bằng kim loại các bác nha. Đây, bên trong cho bác này rất là đầy đủ cho bác luôn ạ. Và đây em sẽ quay côn cho bác xem nhá. Con này là côn leo các bác nhá, côn leo luôn, đảm bảo các bác nhá. Đây các bác nhìn thấy côn nó này, côn leo cho bác, đảm bảo rất là hút tiếng, hát cực kỳ là bay và nhẹ các bác nhá. Đấy, ngày hôm nay em sẽ khuyến mãi cho các bác combo này với mức giá chưa từng có luôn, không bao giờ có thị trường mức giá ngày hôm nay ạ. À thì vào ngày hôm trước bác gọi kết nối thì ngày hôm nay đây em sẽ quay kết nối đằng sau cho bác, để các bác nếu mà các bác mua về đây cho bác kết nối như video này cho em là được các bác nhá. Đây, em sẽ quay kết nối đằng sau cho bác xem nhá. Đây, kết nối đằng sau của ba combo như này, nó sẽ bao gồm đẩy, vang và mic ở trên. Đấy, khi bác mua về nhá, em sẽ tặng kèm cho bác ở trong bộ pin bộ mic này sẽ bao gồm một dây sắc 6 ly như này đây và một giắc cắm nguồn, thì các bác cắm ở đây cho em. Đây, giắc cắm nguồn ở đây. Đây, em sẽ quay gần cho bác xem nhá. Đây, giắc cắm nguồn đây này và giắc 6 ly. Đấy, giắc 6 ly các bác cắm vào được đường ở đây con vang ở con mic, rồi cắm xuống đường mic A, mic B dưới con vang các bác nhá. Và trong bộ vang, hộp vang em sẽ tặng kèm cho bác hai dây ga lông đẩy để các bác cắm trực tiếp vào từ nơi vang xuống đẩy các bác nhá. Đây, nó sẽ có ba đường ra thì bác cắm hai đường ra ở ngoài cho em, hai đường ra gần bốn đường đỏ trắng này nhá. Cắm hai đường ra vào đây rồi các bác cắm trực tiếp vào đây cho em. Nó có hai đường đào vào đây này. Đấy, cắm vào đây các đẩy cho em và kết nối cầu ra loa đây các bác nhá. Đấy, rất là dễ kết nối cho bác luôn ạ. Thì ngày hôm nay nhá, em sẽ khuyến mãi cho bác combo gia đình karaoke cực kỳ cao cấp này. Ngày hôm nay em khuyến mãi cho bác mức giá chỉ với là hơn 5 đồng thôi các bác nha. Và tí nữa sẽ báo giá chi tiết cho các bác. Và trước khi báo giá nha, em sẽ test lại một chất âm một chút để các bác cảm nhận là chất âm của dòng combo gia đình này nó sẽ hay như nào các bác nha. Các bác ơi, đi qua thì cho xin một like, một đăng ký kênh và nút chuông cho em nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Và ngay sau đây nha, em sẽ test lại một chút tiếng nhạc và tiếng mic cho bác để các bác cảm nhận được là chất âm của dòng combo gia đình phòng trà này và sự kiện này hay như nào các bác nhá. Đây, sẽ tăng volume mic nhạc lên một chút.
và nghe 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 chất âm không? Cực kỳ là hay. Nghe chất âm không? Phải nói dòng này nha, đẩy hai kênh này giúp cho tiếng nhạc của bác lên rất là hay, vang cơ này, đấy, giúp các bác chỉnh bát chung chép rất nghe rất là rõ tiếng bát tiếng chép các bác nha, tiếng cực kỳ là hay, rất là mượt mà. Và ngay sau đây nha, em sẽ test alo tiếng mic cho các bác, đây, tai mic của nó đây, em sẽ alo tiếng mic cho các bác để các bác cảm nhận là chất âm của dòng này sẽ hay như thế nào các bác nha. Nên 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 1 2 5 6 7 nên 6 7 1 2 5 6 7 1 2. Các bạn nghe chất âm không? Phải nói là quá là mượt mà luôn, đặc biệt nha dòng này nha. Hát rất là nhẹ cho các bác. Đấy nên bác cực kỳ yên tâm luôn ạ. Và ngày hôm nay nhá, em chơi lớn luôn. Đấy để cho bác combo gia đình như này mức giá cực kỳ là sốc. Và trước khi báo giá nhá, các bác đi qua nghỉ cho xin một like, một đăng ký kênh và ấn nút chuông các nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Ngày hôm nay combo gia đình bao gồm đẩy hai kênh, vang cơ lai số và một bộ mic không dây. Đấy. Ngày hôm nay khuyến mãi cho các bác luôn. Các bác nào chốt, đấy, ngày hôm nay chỉ có hai bộ thôi các bác nhá. Hai bộ duy nhất cho hai bác là nhanh tay. Liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336. Với cú pháp là chốt combo, em sẽ chốt cho hai bác. Đấy, với một mức giá chỉ với là 5.500.000 các bác nhá. 5.500.000 và đặc biệt tặng kèm cho bác luôn một bộ pin sạc như này. Đây, một bộ pin sạc để các bác có thể hát karaoke gia đình. Đấy, các bác sạc đi sạc lại hát karaoke gia đình thoải mái cho anh nha. Chỉ với 5.500.000, các bác nào nhanh tay, hai bộ duy nhất. Các bác nào nhanh tay liên hệ trực tiếp vào số lại cho em 0969673336 với mức giá chỉ với là 5.500.000 các bác nha. Bây giờ đã bao ship tặng kèm đầy đủ dây kết nối cho các bác nên các bác cực kỳ yên tâm luôn ạ. Đấy, chỉ với 5.500.000 các bác sở hữu một dàn combo gia đình như này. Phải nói là quá là xuất sắc luôn ạ. Tiếng cực kỳ là hay. Đấy, các bác chơi gia đình, phòng trà hay có thể chơi sự kiện được các bác nhá. Rất là yên tâm luôn ạ. Nên các bác nhanh tay nhá. Liên hệ trực tiếp vào số điện thoại cho em ạ. 0969673336 với mức giá chỉ với 5.500.000 các bác nhá. Và cảm ơn rất nhiều các bác đã xem hết video của em. Hẹn các bác vào những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bác ạ.